Đã xin chào tất cả anh chị. Thì hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2023, bên Toyota Hiroshima Tân Cảng Bến Đạt, một vườn xe cũ về cũng khá là nhiều xe anh chị. Đó, thì Đạt xin đi làm một clip ngắn, Đạt quay sơ về những cái xe và báo giá để cho anh chị mình tham khảo ha. Và có một vài cái xe thì nó cũng chưa có giá luôn anh chị. Đó, thì anh chị nào mà cứ coi clip, coi những cái xe đó mà nó phù hợp với anh chị, phù hợp với nhu cầu và tài chính á, thì anh chị cứ gọi điện cho Đạt hoặc là inbox vào Zalo 0932 192671 rồi để Đạt tư vấn cụ thể hơn cho anh chị ha. Đầu tiên á, là xe Toyota Veloz anh chị. Xe được sản xuất vào năm 2022, xe máy nước sơn màu đen, đang kinh doanh dịch vụ luôn. Hiện tại xe đi được khoảng 55.000 cây số rồi anh chị, đang được bên Đạt rao với mức giá là 580 triệu. 580 triệu là mức giá rất là hợp lý với một cái mẫu xe mà đi khoảng 55.000 cây như thế này luôn anh chị. Đó, tại vì sao? Bên Đạt vừa về một cái xe mà 2022 luôn, đi ít hơn đi khoảng 20 mấy ngàn cây, thì bên Đạt đang bán là hơn 600 một chút, thì cái mẫu xe này là 508 thì nó rất là hợp lý với anh chị luôn ha. Đây là phiên bản thường, không phải là phiên bản top anh chị. Đi 43.000 cây số, đã xin lỗi, đi 43.000 cây số anh chị ha. Rồi, vô lăng nút bấm còn rất là đẹp luôn. Đây là một cái mẫu xe mà khách hàng quay đầu bên Đạt, khách mua xe cũ, đã xin lỗi, khách mua xe mới bên Đạt và quay đầu là cho bên Đạt anh chị. Tại vì khi quay đầu thì bên Đạt sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho khách hàng luôn. 2022 thì bên Đạt đang hỗ trợ anh chị mình vay rất là cao, với cái mức giá 508 á thì anh chị mình đưa trước đâu đó khoảng loanh quanh khoảng 200 triệu thì mình nhận xe anh chị ha. Anh chị nào muốn mua con xe về cày cuốc, chạy dịch vụ, chạy Grab thì có thể là tham khảo mẫu này anh chị ha. Vậy rồi thì tiếp theo thì bên Đạt cũng mới về xe Toyota Vios anh chị. Đây là phiên bản G anh chị ha. Xe máy nước sơn là màu trắng ngọc trai, đang kinh doanh dịch vụ luôn nhưng mà đi cực kỳ ít luôn anh chị. Xe sản xuất 2023, mới chạy có 33.000 cây số thôi. Đó thì hiện tại là khách bán lại cho bên Toyota Hiroshima Tân Cảng Bến Đạt. Hiện tại xe mới về thôi, thủ tục pháp lý vẫn chưa có xong, nhưng mà giá thì Đạt đoán đâu đó nó sẽ dưới 500 triệu anh chị ha. Còn giá chính xác thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp cho Đạt sau khi mà hồ sơ xong á, thì Đạt sẽ báo giá chính xác cho anh chị. 2023 thì bên Đạt hỗ trợ vay rất là cao anh chị, vay tới 75% giá trị xe và trong khoảng là thời gian 7 năm anh chị ha. Lớp xe nó còn dày cui luôn nè anh chị ơi. À, mép cản rồi nè. Hiện trạng xe thì mới về thôi, nhưng mà Đạt cảm thấy là xe không có bị trầy nhiều anh chị. Đó, có bị mớp chỗ này chút xíu nè. Bị mớp chỗ này thì bên này sẽ cho tiến hành xử lý lại nè. Vỏ xe còn rất là dày anh chị ha. Xe này giống như một cái dạng mà vừa gia đình vừa chạy dịch vụ anh chị, chứ không phải là thuần dịch vụ không. Nếu như mà trong một năm mà thuần dịch vụ không, chắc khoảng chạy khoảng 50-60 ngàn, 70-80 ngàn cũng có anh chị. 2023 thì bên Đạt đang hỗ trợ vay rất là cao, vay tới 75% giá trị xe và trong khoảng là thời gian là 7 năm anh chị ha. Đây, phiên bản G nè, đây nó cũng có mớp chút xíu nè, về bên Đạt cho tiến hành xử lý lại, không vấn đề gì hết anh chị. Xe này Đạt nghĩ anh chị mình đưa trước đâu đó khoảng 160-180 thì mình nhận xe rồi anh chị. Tiếp theo là xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu, số sàn, xe được sản xuất vào năm 2017 anh chị ha. 2017, đây là phiên bản nhập khẩu Windows anh chị. Xe mang biển số cá nhân, không kinh doanh dịch vụ nè anh chị. Xe mang nước sơn màu bạc, hiện tại đi khoảng 80 mấy ngàn cây số anh chị. 88.000 cây số hay sao á. Đang được bên Đạt chào bán là 725 triệu anh chị ha. Xe cũng được trang bị là bi cầu nè. À, lớp thì cũng chắc lớp này mới thay lại nè anh chị. Nhìn còn dày cui à. Lớp này chắc anh chị chạy khoảng 60-70 ngàn nữa mới thay lại anh chị ha. Đó, bên Đạt về là cho tiến hành là đánh dấu những cái vị trí như thế này nè anh chị, để xử lý, bỏ hết những vị trí này ra. Đó, sơn lại cửa nè, bỏ hết những cái chén cửa này ra nè anh chị. Đây, nội thất của xe đây nè anh chị. Xe đi 89.000 cây số ha. 89.000 cây số cũng được trang bị là camera hành trình, bọc trần, bộ da ghế rồi nè anh chị. Đó, đầy đủ hết rồi. Xe này thì dự kiến khi mà làm xong á thì chắc cũng phải ha, một tuần mấy tới 2 tuần anh chị. Tại vì cái khối lượng công việc nó nhiều á, những cái mẫu xe mà SUV, những cái mẫu xe cỡ lớn á, chẳng hạn như Fortuner, Innova thì cái thời gian làm nó sẽ lâu hơn, tại vì cái khối lượng công việc nó nhiều hơn anh chị. Đó, còn những cái xe nhỏ thì sẽ làm nhanh hơn anh chị ha. Chất xe còn rất là cứng cáp anh chị. 725. Xe này thì bên Đạt đang hỗ trợ anh chị mình vay khoảng 60% giá trị xe và trong khoảng thời gian là 3 năm ha. Xe này thì Đạt nghĩ anh chị mình đưa trước đâu đó khoảng 300, 301, 302 thì mình nhận xe, tùy anh chị mình ở cái khu vực địa điểm nào nữa ha. Còn xe Fortuner Legender 2022 đi 14.000 cây, Đạt cũng báo giá rồi. Xe này thì bên Đạt đang rao là 1.140.000.000. Còn thương lượng cho anh chị nào mình lên xe trực tiếp anh chị ha. Xe này anh chị mình đưa trước cũng đâu đó khoảng 300 triệu thì mình nhận xe. Đi ngang đây thì còn thêm một xe Innova Venturer, xe được sản xuất vào năm 2018 anh chị. Xe mang nước sơn màu đỏ, biển số cá nhân, không kinh doanh dịch vụ ha. Đi 60 mấy ngàn cây số, 69.000 cây số, đang được bên Đạt rao mức giá là 725 triệu. Xe này thì về lâu rồi, đã hoàn tất cái quy trình làm đẹp rồi, thì Đạt đi ngang để quay lại cho anh chị. Anh chị nào thấy xe này nó phù hợp với cái tính cách hoặc là cá nhân hoặc là cái nhu cầu tài chính của mình thì có thể là tham khảo xe này ha. Xe này vẫn còn thương lượng cho anh chị mình lên xem xe trực tiếp anh chị.
Còn Innova Cross mới thì đang chuẩn bị về đều đều để giao tới khách hàng người ta đặt xe anh chị. Đây phiên bản thường anh chị ha, phiên bản xăng thôi, không phải phiên bản hybrid. Đây thì Đạt đang có xe Camry 2.5Q, xe được sản xuất vào năm 2015. Xe này mang nước sơn là màu vàng cát anh chị ha, biển số cá nhân Sài Gòn, đi khoảng 120.000 cây. Bên Đạt đang rao là 620 anh chị. Xe đang trong cái quá trình là vệ sinh khoang động cơ với vệ sinh gầm lại anh chị. Đó, cái quy trình bên Đạt anh chị thấy nó chuẩn chỉnh ghê không? Tháo bốn bánh xe ra để vệ sinh lại hết nè. 2015 á thì bên Đạt không còn hỗ trợ anh chị mình quay được ha. Anh chị nào mà thích mẫu xe này thì mình mua bằng tiền mặt thôi.